Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, đội cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ được 5 ngày. Bất chấp khó khăn, đoàn Việt Nam phối hợp với các lực lượng chạy đua với thời gian để cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân sau trận động đất lịch sử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trải qua mỗi ngày trong công tác cứu hộ, các chiến sĩ trong đoàn của Bộ Công an Việt Nam đã gặp phải không ít những khó khăn về thời tiết, lệch múi giờ. Do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất gây ra, nên tại tỉnh Azizaman, hệ thống nước sạch, các nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của đoàn công tác của Việt Nam đều bị hạn chế rất lớn. Do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất gây ra, nên tại tỉnh Azizaman, hệ thống nước sạch, các nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của đoàn công tác của Việt Nam đều bị hạn chế rất lớn. Xác định được yếu tố trên, đoàn công tác đã chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng từ đồ ăn, nước uống, lều bạt cho đoàn công tác. Tuy nhiên, đoàn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Thượng úy Nguyễn Nhật Vương, cán bộ đội 3 phòng PC07, một trong 12 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và trung tá Nguyễn Chí Thành, phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng cứu hộ Việt Nam được hỗ trợ một số SIM điện thoại để liên lạc với đơn vị, song hiện tại sóng điện thoại kém, sau đoàn vừa di chuyển tới khu vực có nguồn điện quá yếu. Nước sạch cũng không còn, thời tiết và lệch múi giờ khiến mọi người trong đoàn mất sức và phải cố gắng thích ứng, nhất là đối với những người ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bất đồng ngôn ngữ giữa các nhóm cứu hộ cũng khiến việc phối hợp gặp một số khó khăn. Trung tá Nguyễn Chí Thành thì chia sẻ, khi thực hiện nhiệm vụ, đội chia làm 2 ca, thay nhau làm việc để mỗi người có chút thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Anh cho biết, thời tiết tại đây thực sự là một thử thách lớn, khi ban đêm nhiệt độ xuống tới âm 4 đến âm 6 độ C. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, khắc nghiệt, các cửa hàng đều đóng cửa. Đoàn chủ yếu ăn cơm, mì gói, bánh mì. Nhưng với tinh thần quốc tế, với tình yêu thương con người, lòng nhân ái, các cán bộ chiến sĩ trong đội một lòng quyết tâm để vượt qua thử thách, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hỗ trợ hết mình cho nước bạn. Số 10 tỉnh bị động đất của Thổ Nhĩ Kỳ, Hatay là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 6.400 tòa nhà đã bị sụp đổ do hậu quả của hai trận động đất chính và hơn 430 cơn dư chấn. Hơn 32.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ. Công tác cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của khoảng 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế, trong đó có Việt Nam. Hôm nay, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia cứu hộ cứu nạn tại khu vực xã Hasi Omer Ampagot, huyện Antakya, tỉnh Hatay. Địa bàn này có dân số khoảng 5.200 người. Chiến thuật cứu hộ được áp dụng là các tổ tiến hành trinh sát mục tiêu. Nếu phát hiện mục tiêu cần đưa ra khỏi khu vực sập đổ hoặc dấu hiệu cần ứng cứu, sẽ lập tức báo cáo để chỉ huy trưởng điều động lực lượng công binh tới hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành công tác cứu hộ. Lực lượng quân y ở vòng ngoài sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp cần thiết, hoặc thực hiện các biện pháp đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, bàn giao cho giới chức sở tại. Chúng tôi đã kết nối được với Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam để có những thông tin mới nhất. Xin mời trường quay kết nối. Thưa Thiếu tướng, xin ông cho biết tình hình cứu hộ cứu nạn của lực lượng quân đội ta đang diễn ra như thế nào? Và đến thời điểm này là có những tín hiệu khả quan mới hay chưa? Sáng ngày hôm nay thì 8 giờ ta họp cùng với lực lượng điều phối tìm kiếm cứu hộ cứu nạn quốc tế. Đoàn Việt Nam được giao và nhận nhiệm vụ tại một cái ngôi làng của một cái địa phương dân số khoảng 5.200 với diện tích trên 3.000 km2. Thì như vậy là chúng ta sẽ cùng với các lực lượng phối hợp, và lực lượng đầu tiên thì quân đội, đoàn quân đội tổ chức lực lượng trinh sát, sử dụng các cái trang thiết bị dò tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát bằng radar và bằng như vậy là thiết bị dò tìm tổng hợp. Thì chúng ta đã phát hiện được 3 vị trí, một là cái vị trí của cái nhà 5 tầng sập, trong đó có 2 mẹ con. Thì chó nghiệp vụ và lực lượng công binh dò tìm chúng ta xác định chính xác vị trí và bàn giao cho lực lượng cứu hộ cứu nạn tại chỗ cùng với lại lực lượng công binh phối hợp để chúng ta tìm kiếm đưa nạn nhân ra bên ngoài.
Đồng thời ở hai vị trí khác thì chúng ta cũng tiến hành trinh sát và phát hiện cũng cấm đánh dấu và bàn giao cái vị trí đấy cho lực lượng, như vậy là giải cứu nạn nhân của lực lượng Liên Hợp Quốc và các cái lực lượng ở địa phương. Kết quả buổi chiều ngày hôm nay thì một nạn nhân đã được đưa ra khỏi, như vậy là đống đổ nát. Tuy nhiên là nạn nhân không còn sống mà đã mất. Về kế hoạch buổi chiều tối ngày hôm nay thì lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, của quân đội thì tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ theo phân công. Dự kiến ngày mai thì tiếp tục mở rộng các cái khu vực và theo yêu cầu của, như vậy là điều phối quốc tế cũng như của chính quyền sở tại. Vậy thiếu tướng đánh giá như thế nào về tình hình công tác, quá trình tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau vụ động đất kinh hoàng vừa qua? Các tổ của Cục Cứu hộ Cứu nạn quân y đã được phân chia, bố trí lực lượng như thế nào để đảm nhận trọng trách hoàn thành được nhiệm vụ đã giao ạ? Chúng ta sử dụng cái lực lượng cứu hộ của đoàn quân đội Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ thì có 3 lực lượng. Một là lực lượng công binh tìm kiếm cứu nạn. Một lực lượng thứ hai là lực lượng quân y thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ y tế mức 1 và triển khai cái khám chữa bệnh dã chiến để tiếp nhận và thu dung khám và điều trị cho nhân dân trên địa phương, cấp thuốc cho nhân dân địa phương. Cái lực lượng thứ ba là của ta là lực lượng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn. Như vậy thì các cái lực lượng thì sẽ tổ chức thành một cái đoàn để đi, trong đó có cả lực lượng chó nghiệp vụ, lực lượng công binh tìm kiếm cứu nạn, cứu sập và lực lượng quân y. Như vậy chúng ta phối hợp rất là tốt, đặc biệt là trong cái phối hợp với các cái lực lượng trên địa bàn và hiện có ở trên hiện trường. Chúng ta được như vậy nhân dân và địa phương đánh giá rất cao và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc tế cũng đánh giá rất cao. Cái hoạt động ngày đầu tiên của lực lượng quân đội của chúng ta thì tìm kiếm hiệu quả tốt. Thưa quý vị, mới đây, đài CNN dẫn số liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết, đến hết ngày 14 tháng 2, tức 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng, tổng số người thiệt mạng ở hai quốc gia này là hơn 41.000 người. Cụ thể, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết ít nhất 35.418 người đã thiệt mạng sau động đất và 13.208 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện. Trong khi đó, tại Syria, tổng số người thiệt mạng trên cả nước là hơn 5.800 người. Riêng khu vực do phiến quân kiểm soát ở Tây Bắc ghi nhận số người thiệt mạng là 2.274 người. Theo Reuters, may mắn thêm 9 người sống sót đã được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 14 tháng 2. Những người được giải cứu bao gồm hai anh em 17 và 21 tuổi. Họ được kéo ra từ một khu chung cư ở tỉnh Karamanmaras, một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ người Syria đội khăn trùm đầu ở Antakya cũng được giải cứu sau hơn 200 giờ trong đống đổ nát. Một nhân viên cứu hộ cho biết có thể còn nhiều người còn sống sót dưới các đống gạch đá sau trận động đất khủng khiếp ngày 6 tháng 2. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ngày 14 tháng 2 cho biết có hơn 7 triệu trẻ em gồm 4,6 triệu ở Thổ Nhĩ Kỳ và 2,5 triệu ở Syria bị ảnh hưởng vì trận động đất và cảnh báo số trẻ thiệt mạng sau trận động đất sẽ còn tăng cao. Hiện công tác cứu hộ sắp kết thúc khi thảm họa đã sắp bước sang ngày thứ 9. Một số đội cứu hộ đã kết thúc sứ mệnh do tin rằng không còn người sống sót. Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ AFAD cho biết hiện có hơn 249.000 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Theo đó, trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ đã cứu được ít nhất 7 người sống sót từ các đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ.